Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: Người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình nên bảo các ông: anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính mời ông bà anh chị em ngồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, đoạn tin mừng hôm nay ngắn, thế nhưng mà mang một ý nghĩa rất sâu thẳm. Chúa Giêsu nói như một lời báo trước cho các môn đệ: ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, thế nhưng ít lâu nữa anh em lại trông thấy Thầy. Với anh chị em thì anh chị em hiểu rất rõ Chúa Giêsu muốn nói gì, bởi vì chúng ta đã qua hơn 2.000 năm và mỗi ngày anh chị em dâng lễ, mỗi năm anh chị em được nghe đoạn tin mừng này. Chúa Giêsu nói ít lâu nữa, tức là Ngài nói trước khi Ngài chịu khổ nạn và trước cái chết đau thương của Ngài. Khi Ngài chết và vùi trong huyệt đá thì ý Chúa nói là các môn đệ không còn trông thấy Ngài. Thế nhưng mà một sau đó mấy bữa, Chúa Giêsu lại sống lại từ trong cõi chết, rồi các môn đệ lại được thấy Ngài. Thế nhưng mà các môn đệ Chúa Giêsu lúc đó nào đâu có hiểu, đâu có nghĩ rằng Chúa Giêsu đi qua cái chết rồi sống lại, đau khổ rồi mới tới vinh quang đâu. Cho nên các ông ấy không hiểu. Còn chúng ta, thưa anh chị em, chúng ta hiểu rất rõ rằng chúng ta là những người con cái của Chúa. Chúng ta nghe tin mừng và chúng ta hiểu Chúa Giêsu muốn nói về cuộc khổ nạn đau thương của Ngài. Nhưng ý nghĩa lớn hơn cho mỗi người chúng ta hôm nay sống trong năm 2020 này, thì có lẽ Chúa Giêsu không có muốn nói với chúng ta cái lời mà Ngài muốn nói với các môn đệ, không mang cái ý nghĩa đó cho bằng ý nghĩa của lời hằng sống hôm nay với mỗi người chúng ta. Có thể Chúa cũng đang nói với mỗi người chúng ta: ít lâu nữa các con lại không thấy Thầy, rồi lại ít lâu nữa các con lại thấy Thầy. Vâng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu ở đây mỗi ngày nơi bí tích thánh thể. Chúa Giêsu ở đây với từng gia đình anh chị em để nghe, để đồng hành, đặc biệt luôn luôn hiện diện che chở từng gia đình của chúng ta trong cơn đại dịch này. Nhưng mà một khi anh chị em chúng ta mỗi người không nhớ đến Chúa, không dâng lễ, không tin vào lời của Ngài, để cho tâm hồn chúng ta xao xuyến bồi hồi lo lắng, suốt ngày cứ tìm đọc những tin tức đau thương, để rồi cứ bịn rịn, để rồi cứ lo lắng. Một mấy ngày hôm nay tôi nghe qua điện thoại hoặc được gặp một vài người lớn cao niên thì họ thấy họ vui lắm,
Và có người bảo chúng con cảm thấy ở nhà hơi tù túng một tí thôi, thế nhưng mà ngày nào cũng được dâng lễ, ngày nào cũng được lần hạt, ngày nào cũng được sum vầy vợ chồng ông bà với nhau. Thế là đọc kinh, đọc từ bên Bắc sang Sài Gòn, từ Sài Gòn sang Úc, rồi coi luôn cả mấy đài bên Mỹ nữa, lễ suốt ngày từ sáng đến chiều. Cổ chỉ có mỗi một điều, đó là hơi tù túng một tí xíu thôi. Nhưng mà người ấy còn nói rằng, giả như chính phủ khôn ngoan mà gìn giữ cho dân lâu hơn, đừng có phát tán bệnh thì lại tốt hơn nhiều. Vâng thưa anh chị em, những tâm hồn như thế là những tâm hồn đã không để cho cái lời của Chúa nói rằng là ít lâu nữa anh em không được thấy Thầy. Chúng ta ngày nay được thấy Thầy liên tục, ngày nào cũng được thấy Thầy, và thậm chí còn đụng chạm vào Thầy nữa khi mà anh chị em rước lễ thiêng liêng chẳng hạn. Nếu chúng ta không mặc lấy tâm tình tin tưởng của Thánh Thomas Aquino, thưa anh chị em, một bên Chúa, cơ hội đụng được đến Ngài, cơ hội được rước Chúa vào lòng mình, thế nhưng mà chúng ta vẫn không thấy. Không thấy được, không tài nào thấy được, nếu ta không có lòng tin, không có lòng mến, không có lòng khao khát. Vậy thì thưa anh chị em, lời Chúa trong tin mừng hôm nay nhắc chúng ta và cảnh báo chúng ta rằng có thể không phải là một ít nữa, mà ngay hiện tại giờ này các con không được thấy Thầy. Trong cơn bệnh dịch này, người ta vui mừng, người ta hạnh phúc, người ta hy vọng, người ta vẫn bình thường, bởi người ta đang đụng, đang chạm, đang trò chuyện, đang mời Thầy Giê-xu ở trong gia đình của mình. Còn mình có thể không phải là ít lâu nữa các con không thấy Thầy, mà ngay giây phút này và mãi mãi sẽ không được thấy Thầy. Và kể cả ngay ngày tận cuối của cuộc đời mình cũng chẳng được thấy Thầy, chẳng được đụng chạm và gặp gỡ Thầy. Nếu thưa anh chị em, một điều duy nhất thôi, nếu chúng ta không có đức tin, nếu đức tin của chúng ta không vượt qua được thử thách gian lao, nếu đức tin của chúng ta không được Chúa Thánh Thần nâng đỡ, thì mãi mãi, không phải là ít lâu, mà mãi mãi không bao giờ được gặp Chúa. Xin mẹ Maria mà chúng ta lát nữa đây thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, tôn kính mẹ lần chuỗi mân côi, chúng ta được mẹ giúp đỡ, nâng đỡ, chở che, giống như xưa mẹ đã nâng đỡ các tông đồ, thì hôm nay chúng ta cũng xin mẹ nâng đỡ, trợ giúp chúng ta, bênh vực chúng ta, để giúp chúng ta luôn luôn nhớ đến Chúa, tin vào Chúa và thi hành lời của Chúa. Amen.